M.U được cho là đã gửi tới Paris Saint-Germain một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn nhằm đảm bảo việc chiêu mộ thành công Kylian Mbappe. Cụ thể, họ sẵn sàng để 5 ngôi sao ra đi nhằm có kinh phí để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo 24 tuổi. M.U bán 5 cầu thủ để chiêu mộ Mbappe từ Paris Saint-Germain. Theo FIAS, M.U đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe từ Paris Saint-Germain. Siêu sao người Pháp gần đây đã được câu lạc bộ giao bán sau khi từ chối gia hạn hợp đồng. Tờ Equipe tiết lộ, mức giá mà Paris Saint-Germain đòi hỏi cho Mbappe sẽ không dưới 170 triệu euro. MU không muốn bỏ lỡ cơ hội này và đã nhanh chóng gửi lời đề nghị trị giá 165 triệu euro tới Paris Saint-Germain dành cho Mbappe. Số tiền này sẽ bao gồm khoản trả trước 120 triệu euro, cộng thêm 45 triệu euro tiền trả thêm theo một số điều khoản nhất định. Được biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra từ cách đây 2 tuần. Theo Football Transfer, để huy động đủ kinh phí cho thương vụ Mbappe, MU dự định bán 5 cầu thủ là Anthony Matteo 24,2 triệu euro, Harry Maguire 23,5 triệu euro, Scott McTominay 23,3 triệu euro, Donny van de Beek 13,3 triệu euro và Jordan Sancho 53 triệu euro. Nếu thành công, họ sẽ thu về khoảng 137,3 triệu euro. Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2023 mở cửa, ngân sách của MU được ấn định ở mức 139 triệu euro, khoảng 120 triệu bảng. Đây là con số khá khiêm tốn vì họ vướng phải một số quy định ngặt nghèo từ luật công bằng tài chính. Trong số 139 triệu euro kể trên, 116,7 triệu euro đã được chi để mua Mason Mount và Andre Onana. Số tiền còn lại chỉ là 22,3 triệu euro. Sau khi bán Zidane Iqbal và Alex Telles, MU thu về thêm lần lượt là 1 và 4,6 triệu euro. Nếu cộng thêm số tiền dự tính thu về từ việc bán Anthony Martial 24,2 triệu euro, Harry Maguire 23,5 triệu euro, Scott McTominay 23,3 triệu euro, Donny van de Beek 13,3 triệu euro và Jordan Sancho, MU sẽ có tổng số tiền là 165,2 triệu euro, đúng bằng lời đề nghị mà họ vừa gửi tới Paris Saint-Germain.